đúng 2-3 tháng chạp, vứt ngay 6 vật này dưới gầm bàn thờ để đón tài lộc, tiền vàng kéo vào ầm ầm, giàu sang cả năm. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ngày 23 tháng chạp là một trong những ngày trọng đại nhất năm. Ngày này chúng ta vẫn tiến hành nghi lễ dọn dẹp ban thờ và bốc lại bát hương. Trong ngày thời gian này, quý vị cũng cần phải kiểm tra và sắp xếp lại những vật dụng trong phòng thờ để đảm bảo tính uy nghiêm của nơi thờ tự. Trong phong thủy, bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong một gia đình, là nơi để thể hiện lòng thành kính của con cháu với tổ tiên và thần linh. Chính vì thế, đây luôn là một không gian quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của con người. Theo phong tục tập quán của người Việt Nam, phong thủy bàn thờ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia chủ. Bởi vậy, việc bài trí bàn thờ cần phải suy xét cẩn thận. Nếu đặt vị trí bàn thờ không đúng sẽ mạo phạm đến thần linh và tổ tiên, dễ mắc bệnh tật hoặc gia đình đổ vỡ, sức khỏe bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị một số lưu ý liên quan đến phong thủy bàn thờ để tránh tán gia bại sản, sức khỏe xuống dốc. 1. Những thứ không nên đặt dưới bàn thờ. Thứ nhất là bình hoa giả. Nhiều gia đình có thói quen trưng hoa giả, hoa khô trên bàn thờ, hoặc lúc nào bày hoa tươi lại tiện tay cất bình hoa giả dưới bàn thờ. Tuy nhiên đây là một đại kỵ trong phong thủy. Một số người cho rằng đặt hoa giả trên bàn thờ là bất kính với bề trên, khiến không gian thờ cúng mất đi sự tôn nghiêm. Dưới chân bàn thờ, bạn cũng không nên đặt bình hoa giả, nếu không nó sẽ mang lại vô vàn tai ách cho các thành viên trong gia đình. Công việc và tài vận của gia chủ có thể không được thuận lợi như ý, thậm chí là thất thoát tiền bạc. Thứ hai là TV. Do diện tích eo hẹp nên nhiều gia đình phải tìm cách tận dụng không gian, cụ thể họ thường thiết kế bàn thờ dạ treo trên tường và dưới chân bàn thờ sẽ đặt TV để tiết kiệm không gian sống. Tuy nhiên bàn thờ là nơi linh thiêng, cần không gian yên tĩnh, nếu đặt TV dưới chân bàn thờ thì sử dụng vô tình sẽ làm ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của chốn linh thiêng, từ đó có thể mang đến nhiều xui xẻo cho gia đình. Cho nên tốt hơn hết bạn nên thiết kế bàn thờ ở nơi khác hoặc di chuyển TV sang vị trí khác, không nên đặt TV dưới chân bàn thờ như vậy. Thứ ba là bể cá. Theo quan điểm phong thủy, cách bố trí đó mang ý nghĩa chính thần hạ thủy sẽ gây ra cảnh tán gia bại sản. Cá thường bơi lội tung tăng, hoạt động nhiều nên cũng tương tự như TV, không thích hợp đặt dưới chân bàn thờ. Để tránh ảnh hưởng tới sự trang nghiêm, thanh tịnh của bàn thờ, bể cá tượng trưng cho sự sống cõi dương. Trong khi đó, bàn thờ là biểu tượng của cõi âm nên không thích hợp đặt bể cá dưới chân bàn thờ. Hơn nữa, khói hương và bụi rơi vào bể cá sẽ làm cá chết. Việc cá chết thường xuyên là một điều rất không hay. Thứ tư là đồ đạc linh tinh. Theo các chuyên gia phong thủy, không gian thờ cúng là nơi linh thiêng nên cần phải giữ sạch sẽ. Vì vậy, gia chủ không nên đặt đồ đạc linh tinh dưới chân bàn thờ chỉ vì để tiết kiệm diện tích không gian sống, đặc biệt là những vật dụng như là kìm, dao, chìa khóa, gương. Gia chủ tuyệt đối không nên đặt dưới chân bàn thờ. Nguyên nhân là do những đồ vật này thường có nhiều sát khí, dễ ảnh hưởng tới tài vận cũng như sức khỏe của gia chủ. Bàn thờ thường sẽ được để nơi cao giáo, sạch sẽ, tượng trưng cho lòng thành kính của gia chủ, tuyệt đối không được để xuống nền nhà vì đó là nơi đi lại bụi bẩn dưới chân người đi. Cũng chính vì vậy mà bên dưới bàn thờ sẽ có một khoảng trống và nhiều gia đình đã tận dụng khoảng trống này để các đồ đạc vào đó. Tuy nhiên, đây lại là một điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ. Theo phong thủy thì việc đẩy nhiều đồ đạc dưới bàn thờ sẽ khiến cho sức khỏe và tinh thần của gia chủ bị sa sút. Vậy dưới bàn thờ nên đặt gì? Gia chủ có thể tham khảo một số vật dụng sau. Thứ nhất là la bàn phong thủy. La bàn dùng trong phong thủy còn được gọi là la kinh phong thủy. Cấu tạo của la bàn này đặc biệt và phức tạp hơn hẳn những la bàn thông thường. La bàn phong thủy là biểu tượng cho sự chính nghĩa, đúng đắn. Do đó đặt la bàn phong thủy dưới chân bàn thờ sẽ giúp gia chủ luôn đi theo điều tốt đẹp, hướng thiện, cuộc sống an yên, hạnh phúc. La bàn phong thủy dùng để xác định phong thủy còn phân biệt cho người xem biết được những hướng tốt xấu, các thông tin về ngũ hành, bát quái, can chi khí tiết cũng như hiển thị đầy đủ trên la bàn để người dùng có thể xác định được hướng phù hợp với tuổi mệnh của mình. Thứ hai là tranh phong thủy. Tranh phòng thờ đẹp kết hợp cùng kiến trúc nội thất sẽ tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian, đặc biệt là vẻ thanh tịnh, tâm linh của phòng thờ. Sử dụng tranh phòng thờ phù hợp sẽ giúp không gian thêm phần ấm cúng. Hiện nay có nhiều loại tranh treo phòng thờ, mỗi loại có những ý nghĩa khác nhau. Sen treo ở phòng thờ không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có giá trị phong thủy. Đặt tranh ở nơi hợp lý sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ. Tranh treo phòng thờ mang nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy, do đó khi lựa chọn và bố trí tranh, bạn cần đảm bảo các yếu tố sau. Lựa chọn các bức tranh thể hiện sự tôn kính, trang nghiêm, hợp với không gian tâm linh.
Chọn tranh màu sắc trung tính, không chọn tranh màu sắc sặc sỡ. Một số màu bạn có thể tham khảo như màu gỗ, màu kem, màu nâu. Thứ ba là đèn dầu. Đèn dầu vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa mang ý nghĩa phong thủy. Do đó đèn dầu luôn được đặt ở vị trí ưu tiên trên bàn thờ, ở các gia đình để giữ lửa và để lấy lửa thắp hương trong các kỳ lễ cúng hay dỗ chạp. Về mặt đời sống tâm linh của người Việt, lửa có ý nghĩa như là cầu nối giữa thế giới người sống và thế giới người chết. Điều này được thể hiện rất rõ nét trong nghi thức dâng hương của người Việt. Người Việt tin rằng nén hương khi đốt lên như là một nhịp cầu vô hình kết nối hai thế giới hữu hình và vô hình với nhau. Theo phong thủy, sử dụng ngọn đèn dầu còn coi như là pháp khí bảo vệ, ngăn không cho các năng lượng xấu xâm nhập và xua đuổi tà ma, bùa chú, giúp cho những vong linh được thờ cúng không bị quấy phá hay ngăn cản, không thể ngự được. Điều này sẽ giúp cho gia chủ được phù hộ và được hưởng nhiều tài lộc. Những vật dụng đặt dưới bàn thờ mới chỉ là một phần nhỏ trong phong thủy thờ cúng mà thôi. Ngoài ra bạn cũng nên lưu ý đến những điều sau đây để hạn chế tối đa những điều không tốt xảy đến với gia đình mình. Thứ nhất, tranh gái đẻ bầu bí là gần bàn thờ. Không phải tự nhiên mà các cụ ta từ xưa đã truyền tay nhau không đi chơi gái đẻ vào đầu tháng. Bởi người dân tin rằng những người bầu bí sinh nở thường có vận đen đủi, nếu đi đầu tháng sẽ xui xẻo cả tháng. Do đó khi lập bàn thờ hay bắt hương, tốt nhất không chọn những người đang mang thai hay vừa sinh con. Thậm chí cũng không nên để những người này động vào bàn thờ, vì như vậy có thể sẽ có điều không tốt. Người bốc bát hương tốt nhất nên chọn những người đàn ông là gia chủ của gia đình và khi bốc cần phải thật thành tâm, về sẽ có các cụ tổ tiên chứng giám. Thứ hai là lựa chọn người hợp tuổi. Bàn thờ thường sẽ được lập cùng với lễ nhập trạch của nhà mới, do đó ngoài việc lưu ý lựa chọn người hợp tuổi, thời gian làm lễ cúng tế hay nhập trạch cũng cần phải chú ý thêm tới thời gian xuất hiện của sao bát trạch. Điều này được xem là giúp hóa giải sát khí, những điều không may trong phong thủy của phòng thờ. Thứ ba là giữ gìn không gian thờ sạch sẽ và uy nghiêm. Bàn thờ tổ tiên nói chung là cách thờ cúng thể hiện sự tôn trọng thành kính và ghi nhớ công ơn sinh thành của con cháu đến gia tiên. Dù hoàn cảnh như thế nào thì việc dọn dẹp giữ gìn bàn thờ cũng nên có sự chỉn chu, tỉ mỉ, sao cho hài hòa, hợp lý để thể hiện lòng thành hiếu nghĩa đối với gia tiên, dòng họ, cũng như nét đẹp văn hóa của đất nước. Không gian xung quanh bàn thờ cũng cần phải được giữ gìn sạch sẽ. Bên trái bàn thờ chỉ được đặt những đồ sạch sẽ, không ô bế, ví dụ như thùng rác, và phải đảm bảo luôn được sắp xếp gọn gàng. Còn bên phải của bàn thờ để tránh phạm vào sát khí, bạch hổ có thể dễ xảy ra trong những chuyện không may mắn. Chúng ta cũng lưu ý tuyệt đối không nên đặt đồ điện ở vị trí này. Nếu cảm thấy trống trải, bạn có thể để hai lọ lộc bình ở hai bên bàn thờ cũng được. Thứ tư là đặt bàn thờ ở vị trí thông thoáng, tránh góc nhà. Bàn thờ là nơi kết nối các thế hệ con cháu với các vị tổ tiên đã mất, là nơi đại diện cho cả gia đình. Vì vậy không nên đặt bàn thờ ở những vị trí khuất lấp hay tăm tối, cũng không được đặt ở dưới xà ngang hay cầu thang. Bởi theo phong thủy, điều này bị phạm vào đại sát. Bàn thờ đang bị đè nén bởi những vật này ngầm, hàm ý là các thành viên trong gia đình đang bị áp lực đè nén lên, sức khỏe thường xuyên đau yếu, mệt mỏi. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, thờ cúng vẫn luôn là một vấn đề rất được người Việt Nam coi trọng. Nó thể hiện sự tưởng nhớ, tôn trọng là lòng thành của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, những người đã mất trong gia đình. Bởi vậy, chúng ta nên lưu ý trong việc bài trí, sắp xếp bàn thờ gia tiên để giúp cho cuộc sống của các thành viên trong gia đình bình an, mọi người hòa thuận, đồng thời cầu tài, cầu lộc vào nhà. Hy vọng những thông tin trên đây đã cung cấp được thông tin hữu ích và gia chủ cần tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh. Và quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.